Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 23 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin sau một năm tan tác vì dịch, Việt Nam sẽ đón cái Tết ảm đạm. Nỗi đau mất mát người thân trong đại dịch Covid-19 cùng với thu nhập giảm sút trong bối cảnh kinh tế rất khó khăn. Nhiều người dân ở thành phố Hồ Chí Minh không còn tâm trí đón Tết hoặc đón Tết trầm lắng hơn mọi năm. Đây là theo tìm hiểu của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Việt Nam nói chung và thành phố lớn nhất đất nước nói riêng đã trải qua một năm dịch bệnh tàn khốc với trên 2 triệu ca nhiễm và gần 36.000 người chết. Theo số liệu của Bộ Y tế Việt Nam tính đến ngày 19 tháng 1 năm 2022 như vậy. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh chiếm phần lớn với gần 512.000 ca nhiễm và trên 20.000 ca tử vong. Đây là hình ảnh người dân thành phố Hồ Chí Minh phải leo rào vượt chốt để tìm thực phẩm trong giai đoạn phong tỏa suốt 4 tháng. Trong lúc chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến Tết Nhâm Dần, vốn là thời điểm buôn bán nhộn nhịp nhất mọi năm, nhưng năm nay hình ảnh ảm đạm với chợ vắng khách, mua bán ế ẩm và tiểu thương dáng cầm cự, theo tường thuật của tờ báo Thanh Niên trong nước. Sức mua được cho rằng đã giảm tới một nửa. Tại chợ Bình Tây, chợ đầu mối cung cấp hàng tiêu dùng cho toàn bộ các dân tỉnh miền Nam, bà Phạm Thúy Hiền, chủ sạp bánh kẹo Thúy Hiền cho Đài Tiếng nói Hoa Kỳ biết, tình hình kinh doanh của bà bết bát hơn mọi năm, mặc dù càng gần đến Tết, khách hàng đi chợ có đông hơn. Theo bà, sức mua ở tiệm bà năm nay chỉ bằng một nửa năm rồi. Số khách hàng mua đi và lượng mua của khách hàng cũng ít đi, chỉ còn 5 phần đổ lại, bà Hiền nói như vậy. Về mối xỉ lấy hàng của bà đem về bán dưới quê, bà cho biết cũng lấy ít hơn, do ở dưới đó cũng có dịch bệnh nên người ta cũng không dám mua bán nhiều. Năm nay người ta không dám làm hàng, mùa dịch người ta sợ bán không được nên làm hàng ít lắm. Đến bữa nay 17 tháng chạp người ta cũng đã nghỉ hết rồi, bà nói. Nguồn hàng có ít nên thành ra cũng không bán được nhiều, bà nói thêm. Đối với ông Mai Ngọc Toàn ở quận 12, mùa cận Tết hàng năm là mùa làm ăn chủ lực của ông, do ông làm nghề làm giò chả và gói bánh chưng bỏ mối. Ông nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, đến thời điểm này số lượng đơn hàng mà ông nhận được thấp hơn năm ngoái từ 30 đến 50%. Các năm trước, người ta ở trên này đi làm, xong tới lúc về, quê sẽ đặt một số lượng hàng đem về quê để ăn Tết. Năm nay, trong đợt dịch vừa rồi, người ta về quê hết rồi. Ông Toàn giải thích, tại sao ông nhận được ít đơn hàng đến như vậy? Đây là hình ảnh, sau khi lệnh phong tỏa tạm nới lỏng vào cuối tháng 9 năm 2021, hàng triệu người dân đã phải bỏ trốn khỏi thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lân cận để về quê đi hàng ngàn cây số bằng xe máy, thậm chí nhiều người đã phải đi bộ. Về giá cả, ông Toàn cho biết năm nay hàng hóa Tết không tăng giá như mọi năm. Bản thân ông vẫn giữ giá bánh chưng từ 120 đến 150 ngàn đồng cho một cái, tùy kích cỡ. Ông cho biết năm nay dù làm ăn không được như trước, do vợ chồng ông có đến 4 con nhỏ nên ăn Tết vẫn phải ăn thôi. Ăn thì có bao nhiêu đâu, chỉ có mấy ngày thôi, ông phân trần. Chỉ là tiêu xài thì cắt bớt, chỉ chi tiêu những gì thật cần thiết mà thôi. Cũng theo lời ông thì mỗi năm gần Tết, ông mua sắm quần áo, giày dép cho con, mỗi đứa vài triệu. Còn bây giờ chỉ gói gọn mấy trăm ngàn mà thôi. Có bao nhiêu, mặc bấy nhiêu, chứ không xu xuya nữa, ông nói. Cả gia đình ông Toàn gồm hai vợ chồng và bốn đứa con, trong đó có một em bé mới sinh, đều nhiễm Covid-19 trong năm vừa qua, ông cho biết. Do đó, ông nói giờ thì ông ly rồi, không sợ nữa, và tính đến Tết sẽ đưa vợ con đi chơi. Chỉ cần giữ kỹ chút thôi vì chắc trong người đã có kháng thể rồi, ông nói. Riêng về đi chúc Tết, ông cho biết chỉ đi hai bên nội ngoại vì đó là trách nhiệm. Còn bạn bè thân hữu thì chỉ gửi lời chúc qua Zalo hay Facebook chứ không tụ tập. Đây là hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh quy định khách chụp ảnh ở đường Hoa Nguyễn Huệ phải đeo khẩu trang. Cũng có thông tin cho rằng mong Tết qua lễ. Đối với anh Long, 33 tuổi, một nhân viên kinh doanh sống ở huyện Bình Chánh, không muốn nêu tên đầy đủ họ. Và năm 2021 là một năm đại nạn. Vì anh lần lượt mất cả bà ngoại và mẹ chỉ trong vòng có 7 ngày vì Covid-19. Đến cuối năm, vợ chồng anh lại ly dị, anh đã nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ như thế. Anh nói những ngày gần Tết đến, anh cảm thấy rất trống trải, trong đầu không nghĩ được cái gì. Năm nay mình chỉ muốn qua cho lẹ thôi, mong thời gian trôi nhanh qua năm sau
để mình làm lại cuộc sống của mình, anh giải bày. Theo lời anh kể thì năm ngoái, tầm này là 17 tháng Chạp, gia đình anh rất vui. Mỗi lần tôi đi làm về, mở cửa vào nhà mẹ lại hỏi đã mua củ kiệu chưa, đã sắm đồ đạc trong nhà chưa. Rồi mẹ kêu vợ chồng tắm rửa vào ăn cơm với mẹ, anh nói. Thời điểm này, hàng năm thì anh đã dọn dẹp trang trí nhà cửa, sơn dặm tường, anh cho biết. Nhưng năm nay thì anh không muốn làm gì nữa. Mỗi năm gần đến Tết là tôi hết ăn cơm nhà rồi, mà chỉ chở vợ con đi chơi, mua sắm quần áo, anh kể. Anh nói khi ra đường thấy nhà người ta sum họp vui vẻ, anh thấy vui cho người ta, nhưng suy nghĩ tới mình thì lại chạnh lòng, buồn và nước mắt chảy. Anh Long dự định đến 22 tháng Chạp, tức là ngày tảo mộ theo phong tục Việt Nam, sẽ về quê xây mồ mả cho bà ngoại. Còn cốt mẹ anh để ở chùa thì đến Tết anh sẽ đến thăm, anh cho biết. Tết năm nay anh nói là đối với anh chỉ như ngày thường được nghỉ để làm xả hơi mà thôi. Anh tính sẽ chở con gái nhỏ đi chơi, ngoài ra ở nhà không đi đâu. Đây là hình ảnh người dân chờ đón thời khắc bước qua năm mới hồi năm 2021 tại khu vực Hồ Gươm. Năm nay Hà Nội dừng tổ chức các buổi lễ dịp Tết Nguyên đán. Anh tiếp nói tiếp, tôi chỉ lủi thủi trong nhà một mình thôi, lúc nào buồn quá thì đi uống cà phê cho qua nỗi buồn, rồi về, anh bày tỏ. Về mua sắm Tết, anh nói anh chỉ sắm đồ cho con đủ mặc và mua đồ ăn để mình tôi ăn trong mấy ngày Tết. Tôi cũng mua trái cây về cúng kiểng như hồi xưa mẹ, chỉ làm mâm cơm cúng kiểng, đơn giản thôi chứ không vui vẻ như những năm trước, anh nói thêm. Theo quan sát của anh Long thì không khí giáp Tết nhâm dần rất trầm lắng. Không có ai hỏi nhau là đã sắm sửa, chuẩn bị Tết nhất gì chưa, anh cho biết. Không được ra quy định gây khó khăn cho người dân về quê ăn Tết. Đây là thông tin mà dư luận được đưa ra. Thủ tướng yêu cầu các địa phương không được đặt ra các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trái với quy định của Chính phủ và Bộ Y tế. Trong công điện ngày 19 tháng 1, lãnh đạo Chính phủ nêu rõ các địa phương không đặt ra những quy định phòng dịch gây khó khăn không cần thiết cho người dân. Nhất là dịp về quê ăn Tết Nguyên đán, nhâm dần. Thời gian qua, nhiều địa phương đã đưa ra các biện pháp về cách ly, xét nghiệm khác nhau với người về quê vào dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022. Như trường hợp vào ngày 9 tháng 1, một hộ dân ở xã Nam Cao, huyện Kiến Sương đã bị thôn khóa cửa từ bên ngoài với lý do gia đình có người thân trở về từ vùng đỏ. Sau đó, chính quyền đã xin lỗi hộ dân này. Đây là hình ảnh một hộ dân ở xã Thanh Hóa bị khóa cổng vào ngày 14 tháng 1. Đầu tháng 1, gần 30 hộ dân ở xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cũng bị chính quyền địa phương khóa cổng nhà để phòng dịch COVID-19. Sự việc được giải quyết khi huyện yêu cầu phải mở khóa. Từ sáng ngày 22 tháng 1, bỏ kiểm tra giấy xét nghiệm và tiêm đủ vaccine cho khách đi máy bay cũng là quy định mới được đưa ra. Đây là quy định mới nhất vừa được Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh triển khai ngay đến các hãng và sân bay với điều kiện đối với hành khách đi lại bằng hàng không. Nội dung đáng chú ý là từ ngày 21 tháng 1, Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh điều kiện đối với hành khách đi lại bằng hàng không sẽ không cần có giấy chứng nhận. Là tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc có giấy chứng nhận khỏi bệnh và giấy xét nghiệm. Trường hợp khách cư trú, lưu trú trước chuyến bay tại địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa, thì yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm âm tính bằng PCR hoặc xét nghiệm nhanh có giá trị trong 72 giờ. Trước thời điểm bay. Đối với tổ bay là phi công, tiếp viên sẽ bỏ qua quy định xét nghiệm trước khi thực hiện chuyến bay nội địa. Như vậy, với quy định trên đã nới lỏng thủ tục đi lại của hành khách, đặc biệt là trẻ em dưới 12 tuổi sẽ không còn phải có giấy xét nghiệm âm tính như trước đó. Kính mời các bạn xem bản tin bị giam ở Việt Nam từ khỏe mạnh bỗng thành suy sụp. Người bị tạm giam từ khỏe mạnh bỗng thành suy sụp, chân đi không vững khi ra tòa phải được cảnh sát tư pháp dìu đi. Đó là hình ảnh của cựu đại úy công an Lê Chí Thành hôm 14 tháng 1 tại Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Đức. Trước đó cũng có hai bị cáo trẻ tuổi là Nguyễn Chí Hải 19 tuổi và Nguyễn Hữu Nhân 17 tuổi cũng đi không nổi, tay không nhấc được khỏi còng, khiến dư luận tự nhiên đặt câu hỏi về chuyện gì đã xảy ra trong trại giam đối với họ. Luật sư Ngô Ngọc Trai đã bình luận sự việc này trong bài viết trên trang Facebook cá nhân của ông như sau. Mới đây, khi xem trên mạng xã hội, tôi thấy có hình ảnh ở hai vụ án khác nhau đã để lại trong lòng nhiều suy nghĩ.
Thế nhưng hình ấy cho thấy cả hai bị cáo dường như đã gặp phải những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, mặc dù trước đó họ đều là những thanh niên khỏe mạnh. Đây là hình ảnh bị cáo Nguyễn Hữu Nhân, 17 tuổi, tại tòa không thể đứng, phải được dìu sau 6 tháng bị giam giữ. Bị cáo vị thanh niên này khai rằng bị điều tra viên nắm tóc giật, khai sai một ý là tát một cái, và đe dọa bắt cả cha khi cháu yêu cầu được có mặt cha khi bị buộc lấy lời khai. Phỉ báng pháp luật hơn nữa là khi chính vị đại diện viện kiểm sát lý sự rằng việc nắm tóc giật là quá trình sử dụng nghiệp vụ điều tra, đâu phải lúc nào người phạm tội cũng nhận tội. Báo Tuổi Trẻ đã đưa tin như vậy hôm 26 tháng 11 năm 2021. Vài năm trước khi tham gia bảo chữa cho thân nhân, thân chủ bị tạm giam tại trại số 2 ở Hà Nội, được phản ánh cho biết dù là mùa đông rét mướt nhưng nhiều tháng không được ăn cơm canh nóng, sử dụng nước nóng. Những điều vốn rất giản dị với những người ở bên ngoài nhưng trong trại tạm giam lại không có được. Do bất cập của việc chuẩn bị, phân phát đồ ăn nên khi đến tay người ăn thì đồ ăn đã nguội. Một lần khác khi làm việc với người bị giam ở trại giam Cầu Cao tại Thanh Hóa, được cho biết mùa hè nóng nực gần 40 độ nhưng phòng giam không có quạt điện, diện tích chỉ hơn chục mét vuông nhưng giam tới 7 đến 8 người. Những người bị giam đã treo một chiếc chiếu lên trên trần rồi buộc dây hai đầu co kéo qua lại để tạo không khí thoáng mát trong phòng giam. Khi ấy bản thân tôi cũng đã viết kiến nghị và nêu vấn đề qua bài báo. Vào năm 2015 khi bảo chữa cho vụ thiếu niên Đỗ Đăng Dư bị bạn giam đánh tử vong, tôi cũng phản ánh tình trạng cơ sở hạ tầng xuống cấp, phòng giam chật hẹp để gióng lên hồi chuông kêu cứu cho những người bị giam giữ. Quá trình kêu oan cho tử tù Hàn Đức Long trước kia cũng được cho biết đã bị đánh, hành trình minh oan cho tử tù cũng là hành trình kêu gọi thúc đẩy những cải cách tiến bộ tư pháp. Ở Việt Nam đã có hơn 16.000 luật sư, hơn 21.000 nhà báo, cùng với đó là công chức các ban ngành, nhưng ít người lên tiếng thúc đẩy cải thiện môi trường giam giữ. Luật sư Ngô Ngọc Trai đã nêu ra nhận định của mình như vậy. Trước đó, cựu đại úy công an Lê Chí Thành đã tố cáo là bị tra tấn dã man trong trại giam. Tuy nhiên, thông tin đăng tải trên blogger đại tướng EFA không được cơ quan tư pháp nào của Việt Nam can thiệp hay xử lý. Đây là hình ảnh, bên phải là hình ảnh ông Lê Chí Thành lúc bị bắt to khỏe lực lưỡng và bên trái là Lê Chí Thành ra tòa, gầy yếu, không đứng nổi, phải có hai cảnh sát dìu hai bên. Thậm chí các trang dư luận viên như Che Làng Blog.com hay Cánh Cỏ.net còn viết rằng đài FA đưa thông tin bịa đặt. Nay thì trước thanh thiên bạch nhật, báo chí đã đưa hình ảnh cho thấy Lê Chí Thành chân đi không vững, người gầy yếu với hai cảnh sát dìu hai bên. Blogger Tuấn Khanh đã chia sẻ trang thông tin của mình như sau. Lê Chí Thành, cựu đại úy công an, bị bắt giam vào tháng 4 năm 2021 vì dám tố cáo cấp trên tham nhũng. Hiện có lời tố cáo rằng anh bị những đòn thủ tra tấn dã man ở trại giam công an thành phố Thủ Đức. Bà Lê Thị Phú, mẹ của công an Lê Chí Thành, cũng xuất hiện trên một video cá nhân vào ngày 29 tháng 10 năm 2021 đọc thư đòi công bằng cho con trai bà. Trong đó nhấn mạnh rằng anh Thành bị trói, treo hai tay, hai chân suốt 7 ngày trong một hầm cứt. Lê Chí Thành từng là đại úy công an, công tác tại một số trại giam và đã bị kỷ luật, bị tước danh hiệu công an nhân dân vào năm 2020. Trước đó, anh xuất hiện trên nhiều video trực tiếp phát livestream với nội dung tố cáo lãnh đạo các trại giam tham nhũng, lạm dụng sức lao động của tù nhân vào việc riêng, hành xử tàn ác với tù nhân lớn tuổi, v.v. Đây là hình ảnh đại úy Lê Chí Thành nhiều lần livestream phát trực tiếp tố cáo tiêu cực trong ngành công an mà người đứng đầu là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Những video liên tục tố cáo và vạch mặt công khai nhiều lãnh đạo trại giam của anh Lê Chí Thành cũng khiến cho kéo theo nhiều sĩ quan khác ở các trại giam lên tiếng ủng hộ, xác nhận những điều anh Lê Chí Thành nói là đúng. Hiện nay, những video này nhanh chóng biến mất trên nền tảng YouTube mà không rõ lý do là vì sao, cũng như không ai biết số phận của những công an viên hưởng ứng hoạt động của anh Lê Chí Thành ra sao. Cùng với những lời tố cáo trên trang mạng YouTube và Facebook, anh Thành nói rằng anh cũng có gửi đơn tố cáo đi các cơ quan chức năng đúng theo luật pháp Việt Nam nhưng không có ai trả lời đơn thư tố cáo của anh. Một thời gian dài từ năm 2020 và đầu năm 2021, Lê Chí Thành từng được cộng đồng mạng tìm đến
như một hiện tượng khi chuyên đăng tải các video giám sát cảnh sát giao thông đang làm việc, gây xôn xao dư luận. Ngôn ngữ trong dân chúng gọi những cảnh sát giao thông chặn xe, tìm cách phạt tiền bỏ túi riêng là bọn đi kiếm bánh mì. Tình trạng tham nhũng và lũng đoạn này là có thật và diễn ra ở nhiều nơi tại Thành phố Hồ Chí Minh và trên cả nước. Mặc dù người dân liên tục đưa ra những hình ảnh chứng minh cho thấy cảnh sát giao thông lạm quyền mãi lộ, nhưng sự bao che vẫn diễn ra, khiến hầu như người dân ai cũng tức giận. Trong một lần phát trực tiếp, khi nghe mọi người ta thán về tệ nạn này, anh Lê Chí Thành nói với tư cách là một công an viên rằng anh sẽ tìm cách giám sát những nơi được người dân nhắn tin cho biết đang có tình trạng như vậy. Đây là hình ảnh sau nhiều lần giám sát cảnh sát giao thông thì Lê Chí Thành đã bị cảnh sát giao thông bắt và quy kết tội chống người thi hành công vụ. Những video mà anh Lê Chí Thành quay trực tiếp đến chất vấn các nhóm cảnh sát giao thông đang làm tiền người dân khiến những cảnh sát giao thông phải bỏ chạy, thậm chí tìm mọi cách để che bảng tên vì sợ bị phát hiện, khiến người dân theo dõi mỗi lúc một nhiều. Có những video số lượng người theo dõi vượt con số 1 triệu trong vài giờ mà thôi. Cuối cùng thì vào ngày 14 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thủ Đức đã hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam với Lê Chí Thành, 38 tuổi, hộ khẩu thường trú ở tỉnh Bình Thuận, sống tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo cơ quan điều tra trước đó, Lê Chí Thành đã có nhiều lần cản trở lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ, tạo cớ khiêu khích, xuyên tạc, đưa thông tin sai sự thật về hoạt động công vụ, rồi phát tán lên mạng xã hội. Mục đích là thu hút người để theo dõi, để trục lợi cá nhân, tác động xấu đến an ninh trật tự. Cho đến nay, tội danh của Lê Chí Thành là chống người thi hành công vụ, nhưng giai đoạn điều tra đến 7 tháng vẫn chưa kết thúc. Bà Phú, mẹ của anh Lê Chí Thành cho biết rằng lâu nay các điều tra viên nói với bà rằng anh Thành vẫn luôn khỏe mạnh và không có việc gì phải lo. Những tiết lộ mới nhất từ trại giam khiến cho bà cảm thấy kinh hoàng, như ngoài chuyện tra tấn còn là sự lừa dối đáng sợ từ các điều tra viên. Đây là hình ảnh cho thấy Lê Chí Thành là người to khỏe, mạnh mẽ ngay trước khi bị bắt, nhưng cuối cùng trở nên gầy yếu, suy sụp khi xuất hiện ở tòa. Luật sư Đặng Đình Mạnh, người đại diện bảo chữa cho anh Lê Chí Thành, kể rằng vào ngày 19 tháng 10, cuối buổi gặp trước hai điều tra viên là Lưu Đức Nghĩa, Nguyễn Thị Hạnh, anh Lê Chí Thành đã khẳng định anh đã bị tra tấn và bị treo ngược lên suốt 7 ngày. Mọi sinh hoạt, ăn ngủ, đi vệ sinh đều diễn ra ở một chỗ. Nhiều ngón tay của anh Lê Chí Thành đã gần như bị tê liệt. Hai chân đi còn không vững. Ngay khi phát hiện tình trạng sức khỏe nguy kịch của anh Lê Chí Thành, luật sư Mạnh đã yêu cầu phía điều tra viên ghi tất cả những chi tiết này vào trong biên bản làm việc, nhưng họ từ chối. Tuy vậy, họ nói rằng sẽ chuyển ghi chú sự việc này và đề nghị giải quyết. Bà Phú khóc và nói trong video tố cáo, cầu xin cộng đồng mạng cùng lên tiếng để cứu con trai bà. Vì bà tin rằng trong trại giam, sự trả thù với những đòn tra tấn dã man đang giết dần, giết mòn anh Thành. Hiện luật sư Đặng Đình Mạnh đã gửi thư đến Giám đốc Công an Thủ Đức và Viện Kiểm sát Thủ Đức để yêu cầu tiến hành thăm khám sức khỏe của anh Lê Chí Thành và yêu cầu lời giải thích về việc tra tấn vô nhân đạo này.